mùa xuân sang hương gió đưa về trên muôn lối cánh chim xa cùng nhau trở về quê hương đón xuân thanh bình cánh hoa Đại tần đại bi cung cổ cung đàn
linh cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát liên tỏ tại đại chúng mình. Tỳ quỷ tha hôm nay là ngày mùng hai Tết Xuân Quý Mão, đệ tử chúng con văn tập về đây thành tâm đốt nén tâm hương cùng đèn quả quả nước cúng dường lên ba ngôi tam bảo và văn y lời đức Phật dạy. Đệ tử chúng con xin thành tâm nguyện đem hồi ba công phu niệm Phật A Di Đà, hồi hướng Tráng Nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, xin hồi hướng cầu an nhân dịp năm mới đầu Xuân Quý Mão, xin hồi hướng cầu an đến cho gia đình Phật tử Võ Thị Thanh Tâm 67 tuổi, pháp danh Ngọc Vàng, và Phật tử Trần Thanh Hoàng 69 tuổi, ngự tại địa chỉ số nhà 117 tổ 3, ấp Hạnh Kiếp, xã An Hạnh Thị, chợ gạo Tiền Giang, và hồi hướng công đức lần này đã cho người thân quý thuộc của chư vị hiện nam tín nữ Phật tử hiện tiền có mặt nơi đây. Nguyện nương nhờ công đức hiện Phật này mà tập bệnh tai ác được tiêu trừ, hiện căn tâm chủ phước chi trang nghiêm. Nguyện nương nhờ công đức hiện Phật này mà tất cả đều được phát khởi tinh tâm, quy hướng về ba ngôi tam bảo, niệm Phật A Di Đà. Hiện tại thân tâm an lạc, tập bệnh tiêu trừ. Sau khi xả bỏ bao hăng này, đồng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và chúng con xin thành tâm nguyện đem công đức niệm Phật này hồi hướng sâu rộng lên dưới chúng sanh, trọng khắp pháp giới tặng cõi hư không. Xin nguyện cầu kẻ âm được siêu người dưỡng hạnh hơi, pháp giới chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý Mão năm mới, thì điều lần hai và phút hai được các chuyên viên đi hồng vân tôi đã không quản ngại đường xa xa xôi và những thời gian để văn tập về chủ xứ nơi đây, nguyện đem công đức điện Phật và cũng như cuộc có sống sanh thực tình và nên thì cũng nhiều nên ba ngôi tam bảo và sau đó nguyện đem lời ba công tu niệm và A Di Đà để hồi hướng chúng là cầu an cho gia đình Phật tử cô Ngọc Vàng. Nguyện lưu nhờ công đức lần này mà gia đình của cô cùng với người bạn quý mộ bước sang năm mới được nhiều sức khỏe, dành sự khí tượng yêu quý. Và riêng cô cũng như các đứa con gái trong gia đình là người Phật tử đã họ trị ra quy một dưới thì nguyện nâng nhờ công đức lần này mà sẽ phát tự tinh tâm, tu hành tinh tâm, ngày đêm niệm Phật A Di Đà, ngày niệm Di Đà, đêm niệm Di Đà, đêm ngày sáu tuần niệm Di Đà, vì biết ta bà là cội tạng nhất tâm quyết chí về tây phương. Và con cũng sự nguyện đem công đức này hồi hướng riêng cho cô, nhất là trong gia đình là chủ cột nay cũng đã đến tuổi rồi, phát tâm vững mạnh thân tâm niệm Phật A Di Đà, nguyện một đời này vãng sanh tây phương cực lạc quốc. Và con xin hồi hướng công đức lần này nhân ngày sinh mùng hai Tết năm Quý Mão hồi hướng cho phụ huynh hạnh tổ gia đình Phật tử gia chủ, đó là cô Ngọc Nhàn 67 tuổi, người tại Tiền Giang tỉnh Bình Định. Và dưới tất cả các chư vị hữu hành hiện diện hiện đang có mặt trên vùng đất này, nguyện đương nhờ công đức điện Phật này mà tâm luôn quan hệ mát mẻ và sáng suốt, các tâm hậu trì Phật pháp niệm Phật A Di Đà, khi về một đầy đủ yên lành thì tất cả phần sanh tây phương cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. cũng trôi xuôi, vui trong đạo lý nơi điều thiện,
vĩnh viễn hồn ta thấp nụ cười. Năm mới chúc nhau một chữ thành, thành công thành tụ với thần nhân, hướng về phụng sự vương tài đức, hạnh phúc miền, hạnh phúc niên trường tâm mãi xuân. À, bài thơ này là của Như Thiên Thích Tấm Tuệ, và cô Dự Ngữ có lòng thành gửi đến bài thơ này, gửi đến chúc toàn thể gia đình của em Trần Dung cùng tất cả quý huynh đệ của hai đầu tràng mình. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sau khi huynh đệ nghe bài thơ là hết sức quan hỷ và tinh thần phấn chấn rồi, bây giờ chúng ta chắp tay trang nghiêm hành kính để phát nguyện niệm Phật và dùng tiểu hận A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Xin hãy gia hộ độ trì cho con. Từ nay cho đến khi con hành tụ con đường giác ngộ giải thoát, giải thoát vạn sanh về tịnh độ, trên lộ trình tu tập của con, nguyện cho tâm của con không kết quan trái với bất kỳ một chúng sanh nào. Nguyện cho tâm của con không nuôi dưỡng phiền não và sân hận. Nguyện cho thân và tâm của con luôn được hạnh phúc và an vui trong ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Khi con xưng niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, trong tâm của con luôn luôn được quan hỷ khi con lễ lại sắc thân Phật Di Đà. Trong lòng của con luôn được hạnh phúc và an vui. Cúi xin Đức Từ Phụ A Di Đà Phật phóng quang giết độ, gia hộ cho con sớm thành tựu con đường giác ngộ giải thoát, giải thoát vạn sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Thân hệ này được kết bằng tứ đại, không phải là con, cũng không phải là của con, là vô thường sanh diệt. Khi thân thể này thức ăn không còn hấp thụ được nữa, thuốc men không còn công dụng nữa,
là cái chết sẽ đến với con. Quyền cho tâm thức của con lúc này đầy đủ niềm tin Phật và kính Phật A Di Đà. Hướng lên trên đỉnh đầu, tiếp nhận ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà. Quyền vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, vãng sanh về cõi nước Phật A Di Đà, để làm lợi ích cho muôn loài chúng sanh. Đây là mục đích lớn nhất của đời con, là lý tưởng giải thoát của con, giải thoát vãng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Sắc thân Di Đà như núi vàng, tướng hảo quang minh chiếu mười phương. Chỉ người niệm Phật được nhiếp thọ, nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Sáu phương Như Lai hiện lợi chứng, chuyên xưng danh hiệu đến Tây Phương. Đến đó qua nở nghe diệu pháp, quyền hành thập địa tự nhiên hành. Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi. Chúng dùng tiểu hơn mừng mùa xuân sang hương gió
hoa mai khoe sắc màu đón trời vào xuân. Áng mây trôi nhẹ trời xanh bát ngát, mừng mùa xuân kính chúc vàng niềm vui. Ruộng đồng xanh thắm cây tốt tươi được mùa sang trái, gặp nơi xa gần nhau trở về quê hương đón xuân.